Mắng một trận luôn hả? Chút xuống rồi đó, chút xuống tới. Quy cũng vậy nè. Giờ cô không ngó nha. Ừ. Ngó đâu. Ngó đâu hả? Ngó hay đâu? Vậy hả? Ngó đâu, giờ ông đâu không ạ? Ừ. Dòm trời dòm đất gì á. Với hổng dòm ly. Không. Kỳ quá. Tại vì giờ riêng thì giờ đó vừa nắng mà vừa có xe nữa. Ừ. Mà ổng không dòm. Ừ. Không có dòm gì lý hết trơn luôn. Không có dòm đâu. Bỏ gì buồn ghê á. Rồi Ly chờ điện thoại mà Quy cũng không có gọi luôn hả? Không. Cái gì vậy? Bấm rồi mà cũng không muốn gọi. Bấm rồi cũng không gọi. Hồi tắt. Hồi tắt. À, bật quá không nghe luôn. Bật quá không nghe luôn. Tại tôi giận rồi, không nghe luôn phải không? Cái điện mà không có mất máy, điện không mất máy. Ừ. Điện làm gì? Rảnh quá. Ồ, rảnh quá. Nhưng mà coi chừng hồi Quy xuống Quy xin lỗi Ly rồi. Và Ly chịu không? Không, Ly khó tránh á. Vậy hả? Mấy cái xin lỗi á. Không chịu xin lỗi phải không? À, xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Vương đang ở nhà Ly. Hôm nay thì Ly khỏe rồi nè. Hôm nay Ly khỏe hơn tí nè. Ôi, áo đậm ở đâu đẹp quá vậy Ly? Vậy hả? Ôi, đẹp quá, có hai con mèo. Vậy hả? À, cho nhiều lắm hả? Ly thích không? Ly thích mấy bộ này không? Ờ, vừa đẹp á. Còn có bộ đầm nữa. Ừ. Ở đây đẹp quá Haley, mát quá Haley. Ở đây là cây sơ ghi nè. Cây sơ ghi phải không? Cây sơ ghi nè. Có bồn chuối mà đó nè kìa Ly. Bồn chuối nữa kìa. Đó. Ở đây là nhà Ly nè. Xung quanh đây là quá trời gà luôn Ly. Con năm nuôi gà mà. Năm nuôi gà hả? Ôi, mấy trăm con luôn phải không? Năm con luôn. Dịch thì gà của anh hai. Vậy hả? Ừ. Ly ăn thịt gà được không? Không, ngứa đâu ăn được. Ờ, ngứa không ăn được. Tội nghiệp Ly lắm, ngứa không ăn được. Gà nó bay rồi Ly. Có nào hồi nó bay ra tới mình không Ly? Con gà màu trắng vậy là con nó là màu trắng. Ờ, nó đẻ ra con màu trắng luôn phải không? Ừ. Gà nó bự quá ha. Ừ. Ly ăn thịt vịt được không? Thịt heo thôi phải không? Chứ ăn thịt heo thôi phải không? Cá được không? Cá không ăn. Ừ, chỉ ăn thịt heo thôi. À. Ừ. Ít ăn cá. Ừ, ít ăn cá lắm. Tí ăn dò viên thôi mà. Ăn gì? Ăn dò viên á. Dò viên á hả? Ừ. Ở chợ người ta làm bột á. Bò dò viên á, bò dò viên phải không? Ừ. Bò đó là làm gì ăn? Chiên, chiên hả? Chiên cho tí ăn. À. Ừ. Nè. Đi ngồi trên bàn. Xử hai con luôn hả? À? Dì gà làm gì ăn Ly? Xử rồi làm gì ăn? Là vải nha. Vải gà. Cháu quả. Cháu quả luôn. Nãy hồi quả nó khóc quá trời. Nãy hồi quả của anh ai ai về đi không được quá trời. Đi cà nhắc. Cà nhắc luôn. Ai miễu đánh. Đá anh chị giờ đi chân đi không được. Nó bà bảo vậy nhắc tay bà tay kìa. Đó, Ly ngồi nè, dễ thương chưa? Đó. Tối mấy giờ Ly ngủ Ly? Ngủ chung với mẹ bên vậy. Gì nè? Tối là ngại quá, không có làm đổ dầu quá, trầm lên. Vậy hả? Đổ dầu súc cái bột trắng dầu súc là đổ lên đầu á hả? Rồi có bị gác không? Có gác cháu ngủ đầu vậy hả? Gác đầu chứ. Ngủ xoay qua xoay lại không ngủ được vậy hả? Gác quá chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Nói sáng kêu sức đi không chịu tối sức à. Rồi sao đổ gì vậy? Sao đổ gì hả? Dạ. Sao đổ gì vậy? Ba giọt tay vậy á. Là cái cốt mà. Trúng đầu tí luôn hả? Đúng. Rồi đổ lên đầu luôn. Đổ luôn. Trời ơi. Trúng lên đầu cái cốt luôn. Làm một chút xíu vậy thôi. Ta đậy nắp lại đi. Không đậy. Chơi vậy. Ừ. Chơi vậy
giờ còn gác nè. Tới giờ còn gác nữa. Rồi không ngủ được luôn. Cái sáng luôn có ngủ được đâu. Ờ, em tội nghiệp chưa. Gác chịu hết nổi. Chịu hết nổi. Sáng thì Ly ngủ được có một xíu à. Đi hết luôn. Nãy hồi nãy Ly anh thấy có anh hùng xa lộ Ly. Lái xe cái dèo một cái. Cái xe cái dèo cái té xuống ao cái đùng. Anh hùng xa lộ Ly. Có ghê chưa? Làm anh hùng. Ai xa... làm tự xử. Tự làm tự xử phải không? Tự làm tự chịu luôn ha. Rồi bảo không là Ly có thấy cái anh nào mà chạy xe còn dướng lên cây luôn không? Có chưa có thấy chưa? Anh ba, anh ba, các chị chạy đi ngủ như vậy đó. Vậy đó hả? Lâu bánh hay chị á. Mày ngờ. Ơi. Con kiểu... phát kèo bộ hổng nó dẫu á. Mang tùm lum luôn. Bắt cầu phát. Sao vậy? Sao vậy? Dẫu bánh hả? Ai vậy? Té ngoài lộ kia. Té lên nó xuống dốc cầu, buông hai tay hai chân ra nó chạy chạp á. Trời ơi. Nó buông hai ra vậy nè. Xuống dốc cầu á, cầu ở ngoài kia á. Nó buông ra rồi nó té nó băng cái nhân nó hết trơn. Trời ơi vậy hả? Mặt ngoài nó băng hết trơn luôn. Cái mũi con băng hả? Băng lỗ mũi luôn hả? Chân cai băng hết trơn luôn. Trời ơi, tao té nặng cái gì? Nó băng cái nhân cả chục miếng luôn. Vậy hả? Ở lần sau miếng nữa. Sau cổ miếng nữa hả? Lần sau cổ miếng nữa. Trời ơi. Buông xuống nó cầu hả? Buông hai tay chân ra đi. Ly thấy không? Ngay chỗ này miếng nữa nè. Chơi vậy luôn hả? Ngay cái nữa nè. Hả? Thôi đi lắm hết cậu. Quá thiệt á. Ai muốn chạy chi vậy? Bởi vậy chạy ai? Cố xác. Chạy cố xét rồi té rồi phải rồi. Ly Ly anh cầm bóng chân cho Ly. À, ai sơn bóng chân cho Ly vậy? Chị Hai. Ủa sao sơn sao có chút xíu hả? Sơn xíu à. Vậy hả? Ừ. Sao không sơn hết luôn? Ừ, sơn xíu à. Ly thích sơn xíu à Ly? Không đợi người ta sơn. À, coi nè, coi sao không muốn chân cho Ly nè. Sơn có chút xíu nè. Cái này là sơn chừa cù hay Ly ha? Sơn chừa cù. À, Ly nè, thấy thương chưa? Ủa Hảo thường có đi có bồng Ly đi chơi vòng vòng không? Có, em kêu Ly đi mà Ly không chịu đi. Sao vậy? Em thấy nó mệt. Mệt. Nhiều khi nóng trong người chứ không chịu đi. Ờ. Ly hay mệt hả? Sổ mũi với nóng là nhiều. Sổ mũi nóng là nhiều phải không? Lâu lâu cái tí sổ mũi nó ra quá trường. Vậy hả? Kéo dài dài dài. Ôi anh Thượng ra ngoài đó, ngồi về té. Té đó, đó. Mỗi người ta đây nè. Em đang ra trước rồi Ly nói đi rồi té, rồi chừng té xuống ao á. Cá ghĩa luôn cái Ly. Té xuống ao là cá ghĩa luôn á. Mấy cây này ai trồng vậy Ly? Năm trồng hả? Đẹp quá ha, trồng kiểu kiển đẹp quá ha. Mà đóng cái đình vô nữa. Không có đình vô nữa hả? Chi vậy ta? Ly này Ly đang ngồi chơi buổi trưa mà ở đây là trời hơi chuyển mưa. Hồi cái chừng anh về mắc mưa á Ly. Hồi nãy đi nắng quá trời nắng luôn, hồi về cái chừng mắc mưa á. Giờ 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 đây em kêu. Giờ tới đây cày nè. Không có đi gọi đi về mắc mưa chừng. Chỉ hả? Về mắc mưa luôn hả? Đi nói trời đừng mưa đi, để ngồi anh về khỏi mắc mưa. Ừ, nắng rồi đó. Đó, nắng rồi nè, đẹp quá nè. Nắng rồi nè. Nóng môi, ai chán được không? Đúng rồi. Môi nóng mà. Ừ, trời ổng muốn làm thì làm ha. Mưa muốn nắng nắng ha. Nắng à? Ừ. Mà anh người lớn thì hỏi một chút á, là than trời hết đất. Mà nắng cũng không chịu, mà mưa cũng không chịu. Nhiều gió cũng không chịu. Đúng rồi. Mà mình gì cũng chịu. Đi hoài à. Vậy hả? Thành phố Bắc
Vậy đó hả? Không cho ngồi bắt đứng ra nữa. Vậy hả? Không cho tiếng nghỉ ngơi gì luôn. Rồi mỏi chân hả? Về tối ngủ game không? Không, không ngủ một cái nào luôn. Vậy hả? Ngủ là phải lấy gối gác cho mới được. Mắng một trận luôn hả? Chút xuống rồi, chút xuống tới. Quy cũng vậy nè. Giờ cô không ngó nha. Nó ngó đâu. Ngó đâu hả? Ngó hàng đầu. Vậy hả? Nó đâu, giờ không đâu không à. Dòm trời dòm đất gì. Chứ không dòm ly. Không. Kỳ quá. Tại vì giờ riêng thì giờ đó là vừa nắng mà vừa có xe nữa. Mà ổng cũng dòm. Không có dòm gì lý hết trơn luôn. Không có dòm đâu. Bỏ gì buồn ghê á. Rồi Ly chờ điện thoại mà Quy cũng không có gọi luôn hả? Không. Cái gì vậy? Bấm rồi mà cũng không muốn gọi. Bấm rồi cũng không gọi. Hồi tắt. Hồi tắt. Bật quá không nghe luôn. Bật quá không nghe luôn. Tại tôi giận rồi, không nghe luôn phải không? Cái điện mà không mất máy, điện không mất máy. Điện làm gì? Rảnh quá. Nhưng mà coi chừng hồi Quy xuống Quy xin lỗi Ly rồi giờ Ly chịu không? Không, Ly khó tránh lắm. Vậy hả? Biết cái xin lỗi lắm. Không chịu xin lỗi phải không? Con nhỏ như là vậy đó. Nhỏ mình chèo lên cây cho Quy này nè, Quy xuống thì không chịu xuống. Vậy đó hả? Chèo lên cây này đó hả? Đang nảy hết rồi, em mới xuống nè. Chèo xuống mới chịu. Đang nảy muốn chết luôn mới xuống. À. Tắm thì nhỏ là vậy đó. Vậy đó hả? Nhỏ tí nữa, tí chửi tí một cái ai chèo lên cây xe đi. Vậy đó hả? Ai chửi Ly là Ly chèo lên cây xe Ly trốn hả? Ai nhỏ ngoài ra cũng một tăng nữa. Vậy hả? Mà khoắn hơn mà cũng làm quá. Nó mất tiền chứ, khoắn mất tiền chứ đâu có phải là nó mất tiền đâu. Nhiêu mới đổi một tăng à. Mà bỏ hàng là tí có bỏ vô đâu.